Chiều nay ngày 21 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh đã đi kiểm tra tuyến biên giới khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Mèo và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quan Sơn đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2023 với 23 trên 27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế duy trì ổn định, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, ngày càng hoàn thiện, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo, công tác đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường. Năm 2024, huyện đề ra chỉ tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất 5,21%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,49%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 16.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Sơn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đồng chí nêu rõ, năm 2024 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, do đó Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, tranh thủ tối đa nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 với quyết tâm cao. Trước mắt, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, huyện cần tập trung rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện cần quan tâm hơn tới việc kiểm soát, quản lý thị trường, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống tàng trữ mua bán và đốt pháo nổ, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, nhất là tại các khu vực trọng điểm, 6 xã khu vực biên giới, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, làm tốt công tác dân vận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí cũng đề nghị huyện quan tâm tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo không khí phấn chấn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm mới. Nhân dịp này, các ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Hóa, Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa cùng tham gia đoàn công tác đã trao tặng huyện Quan Sơn 300 suất quà Tết với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.